Bay đó, bây giờ đó, bay nghĩ rằng bay đủ lông đủ cánh rồi, thì muốn bay đâu thì bay, không có cần đến ai phải không? Thôi được rồi, nếu như vậy á thì má không cần con nữa, con đi ra khỏi nhà này đi. Má ơi, con biết lỗi rồi má. Thôi đừng có xin lỗi nữa, hãy mỗi lần có lỗi là xin, xin xong rồi tiếp tục tái phạm, vậy xin chi cho má công vậy? Thôi má ơi, má đừng có giận con nữa má. Con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu. Cô ơi, cô ơi, em nó đi chơi nhà bạn thôi. Mà trời ơi, nó ham chơi cô biết mà. Cho nên là em nó không có để ý điện thoại. Mà xui cái là tụi con đi kiếm em á. Con á thì quên điện thoại ở nhà, còn anh Bình thì điện thoại anh hết pin luôn. Tới hồi mà kiếm được cổ á, muốn gọi cho cô gần chết à, mà cũng đâu có gọi được đâu. Thôi, thôi cô, giờ cũng trễ rồi, thôi cô giữ sức khỏe mình đi nghỉ sớm đi cô. Chừng nào á mà nó có suy nghĩ chín chắn, nó trưởng thành đi rồi cô mới khỏe lại được. Mà đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai á, chắc có lẽ má chết thì con mới vừa lòng phải không? Má, Chửi tao hả? không, con không dám rồi má. Con xin lỗi má. Má ơi, má. Em nữa, em cũng đi nghỉ luôn đi. Má đang bực mà em cứ nheo. Má bực thêm, đợi ngày mai rồi nói tiếp. Em xin lỗi chị. Mà cũng hên á, hồi nãy á là chị tới kịp, hồi em uống có 3 ly. Chị mà tới trễ một chút nó bắt em uống 1 lít luôn rồi á. Tôi nhìn từ xa là tôi biết có chuyện rồi, chắc chắn có chuyện rồi. Trời ơi, bà cao tám nha. Từ đây giờ sao chị lại đồ của em rồi đó. Chị Phương, vết thương chị sao rồi? Không, đâu có sao đâu em, chuyện thôi nhỏ. để em coi cho. Mà mẹ em có biết chuyện không vậy chị? Không, mẹ không biết đâu. Trời, chị la xéo sao hay vậy? Thì kiểu chị nói chị bất cẩn thôi. Trời ơi, chị giỏi quá à. Chị, em cho chị coi này nè. Thấy đẹp trai Cũng thường. không? Trời, cái này bên Tây là cực phẩm đó trời. Gu của em, gu của em. Đẹp trai lắm á. Gu sao, gu sao, gu em sao? Gu em là hello, hello chị. Chị biết người hello không? Người hello là ai, là sao? Hello là bên Tây là tiếng Liệt là American á. Chị ở thành phố mà chị không biết hả? Nào giờ đâu có đi học đâu, được dạy tiếng Anh nghe nó sướng gì đâu. Để dạy chị cho. Hello. Hello là xin chào, xin chào. Xin chào hả? Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Stupid, stupid. Stupid là gì? Stupid là ngu ngốc á chị, ngu ngốc á chị, chữ nó ngu ngốc là stupid, stupid. Stupid. Chị tải cái app này đi, cái app này hay ho lắm á. Nè mà nhưng mà khoan nè, chị không muốn xen vô cái chuyện riêng của em. Nhưng mà em tìm hiểu bạn ở trên mạng á thì em phải cẩn thận. Trời ơi chị ơi, em tìm hiểu kỹ rồi, bạn của em nè. Nó là hả, nó tìm chồng là từ cái app này ra, cái app này uy tín lắm luôn á, chứ không phải tầm thường đâu như chị nghĩ đâu. Nhưng mà em phải kỹ. Thôi chị ơi, em nói thiệt. Chị Quỳnh ơi, đi nè, trong đây nè. Chị Quỳnh đâu đây? Trời ơi. Thôi thở 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 đi, thôi góp ý nhẹ, góp ý nhẹ nha. Sao chị? Em nha, càng ngày càng lớn à, dạ. Cho nên á, bỏ cái tật nha, bỏ cái tật mà từ ở ngoài la ong ngóng nha. Đó, hình chưa thấy mà tiếng là vô trong đây rồi, chị muốn rớt tim luôn vậy. À, dạ dạ, tại không biết có chị có nhà em chạy qua lại. Chị hả? Nó nghe nè. Gì? Chị có tiền không? Chị cho em mượn chút đỉnh nha, em có chuyện gấp lắm. Dạ, em muốn mượn tiền phải không? Dạ. À, chuyện gấp là chuyện gì? Mà giờ người ta thạc sĩ rồi đâu có nhận bà con dòng họ gì đâu. Mà giờ thạc sĩ ngộ con ha, thạc sĩ mà đi nuôi đĩ. Tám, mà chị nói gì vậy? Ủa gì Tám nói đúng rồi, đĩ đó khác gì vậy? Bà đi nói chuyện này với nhiều người hả? Tôi không để yên cho bà đâu. Chị, cái gì vậy? Sao tự nhiên chị rước cái loại con gái này vô đây làm chi vậy chị? Nè nè, cái loại con gái là... Trời, dì Tám nói gì kỳ vậy dì Tám? Con gái gì? Con loại này là loại gì? Trời ơi, con nhỏ này nó làm gái. Hả? Em gặp nó rồi. Ủa, mà tự nhiên sao hôm nay nó vô nhà chị? Thì nó ha, trời ơi, chẳng lẽ con trai chị lấy con nhỏ này về rồi rước về đây làm dâu chị, chủ nó làm gái mà chị. Dì
kệ gì có bằng chứng không mà chị nói chị Phương? Có bằng chứng, em gặp nó rồi, em còn thấy, em còn nghe. Mà nha, ở cái Sài Gòn ai mà không biết nó làm gái. Trời ơi, em nói thiệt với chị nha, loại con gái này mà dính vô là xui dữ lắm. Mà trời ơi, coi nó kìa. Thằng Bình á, nó là con trai chị, nó chơi bời cỡ nào cũng được, nhưng mà mình phải biết điểm dừng, mình phải biết sĩ diện của cha mẹ mình. Thôi. Má, cái gì vậy má? Đi bình tĩnh đi con, bình tĩnh, từ từ, từ từ. Nhưng mà con đã gây ra quá nhiều phiền phức cho gia đình mình rồi. Con không có lỗi gì hết. Có trách á là trách cái cuộc đời này nó quá cay nghiệt với con. Trên cuộc đời này nè, không có gì hoàn hảo hết trơn á. Con biết không, từ lúc mà Bình nó ly dị đó, con người nó trở nên là khác hẳn luôn vậy đó. Vì rầu hết sức vậy. Nhưng mà từ khi gặp con nó, chị cảm nhận là nó hoàn toàn thay đổi. Nó rất vui khi được sống bên con. Nhưng mà con không xứng đáng với anh Bình đâu dì ơi. Cái quá khứ của con dì không biết đâu. Có cái câu nói rất hay, mình không được chọn nơi mình sanh ra, nhưng mình được quyền lựa chọn cách mình sẽ sống. Chỉ cần con cố gắng nè, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con lựa chọn cái cách mình sống nè, khi mà con lựa chọn đúng đắn rồi thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Con sẽ được hạnh phúc, sẽ được thành công hơn. Mình là cây lúa tốt tươi trên đồng, thì phượng hoàng sẽ đến đậu. Mình là biển cả mênh mông, thì sẽ có nhiều sông lớn đổ về. Dì không có để bụng về cái quá khứ của con đâu. Dì càng thương con nhiều hơn. Dì biết con là đứa con gái có bản chất tốt. Chỉ cần con với Bình, hai đứa sống hạnh phúc bên nhau là dì vui rồi. Dì ơi, con cảm ơn dì nhiều lắm. Thật ra gia đình của bà Tám cũng đáng thương lắm á chị. Con bà bị bệnh thận giai đoạn cuối, bản thân của bà ít học, cho nên có cái gì làm cái đó, thêm chồng của bà bỏ nữa, cho nên sanh ra nhiều chuyện. Chị cũng có nghe anh Bình kể trước đó rồi, nhưng mà chị không có để bụng. Cũng đúng thôi, vì cái chuyện này đâu có liên quan gì đến chị đâu. Tại vì chị gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn vậy nữa. Thiệt hả chị? Chị kể em nghe đi. Chị nào rảnh chị kể cho ha. Đi, em cầm đồ về trước đi. Thôi chị Phương, không sao đâu, chị giải quyết được. Đi đi về trước nha, lẹ lẹ nha, gấp hồi nãy gấp lắm á. Tụi mày muốn gì, mắc gì kiếm tao hoài à hả?
gần gũi hay không á thì cũng phải tùy người. Anh thích em rồi đó. Hay là đêm nay thức với anh đi. Anh bảo đảm anh không làm em thất vọng. Ý em sao? Anh vừa được thăng hoa mà em lại vui vẻ và có tiền. Wow. Khoái hả cái gì? Nhưng mà em không thích. Đúng là mỹ nhân mà. Ê, đại ca đỉnh nha mày. Vừa có ca mới, vừa bắt được ca cũ. Là đập máy tới nái luôn. Nói vậy bộ đại ca là gà hay gì? Không hay hài tụi bay ra để tao đập máy cái coi. Thấy chưa, tao nói mày rồi, đại ca là gà. Mày vẫn vui ghê luôn á. Không hay hài tụi bay ra thiệt đi. Không thôi tao đạp luôn hai tụi bay đó. Ê, ghê quá à. Thôi ra đi, tao muốn bị đại ca đập máy đâu. Thôi thôi, mày bớt xài tới đời đó nhà, mở cửa đi ra lẹ. Đại ca vui vẻ nha. Để yên, tao lột băng keo cho nó mà nói nè, nè, nè. Bị rồi. Em thật là ngoan cố, nhưng mà anh thích. Cỡ như em á, làm cái nghề như em, phải quen anh mới xứng tầm. Sao em cứ từ chối anh hoài vậy? Đúng, tôi là một con điếm. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, anh vẫn không xứng đáng với tôi. Anh biết tại sao không? Tại sao? Anh là một thằng thủ đoạn. Anh dùng mọi cách đê hèn để đạt được mục đích của anh. Anh không phải là một thằng đàn ông. Anh làm cái gì nè? Anh đừng tưởng tôi không biết. Anh ép giá bảo kê. Ai không chấp nhận thì anh phá. Đê tiện hơn nữa, anh còn bắt chị em phải phục vụ phi cho anh. Đồ hèn hả? Cái đó là người ta gọi là những cái quyền lợi của những cái cô gái đó khi làm việc chung với anh đó. Nhưng mà nếu mà em thích, anh sẽ đãi ngộ riêng cho em luôn. Thích không? Ý anh là sao? Nếu mà em chấp nhận làm vợ bé của anh thì anh sẽ giúp em lên làm bà hoàng của cái chốn quê này. Sao? Thích là đúng không? Tin lời một thằng như anh thà tôi tin cái đầu gối còn hơn. Đây là cái số tiền bảo kê của em. Mỗi ngày anh đều lấy ra ngắm để nhớ về em. Nhớ về những gì mà em đã trải qua đó. Sao? Em suy nghĩ đi. Nếu không á, nếu mà em không chịu á thì em trở về với thân phận đứng đường của em. Ok. Được thôi, cởi trói đi. Nhưng anh hứa thì phải giữ lời với tôi đó. Không sướng không phải là tôi. Ok.